Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng và Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 120 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, tiết trời đã sáng, cuộc chiến giữa hai bên cũng đã đi đến hồi kết. 18.000 quan binh lục soát cặn kẽ hai đảo trái phải, lấy được vô số kẻ tơ lụa, lá trà, đồ sứ và châu báu hương liệu từ Nam Dương chuyển đến. Hai cậu tử trong lúc hỗn chiến bị thương một chân, đi lại không tiện, chạy trốn đến khu đá ngầm ngoài cửa đảo. Chưa chờ được đến lúc thuyền nhỏ đến đã bị đám quan binh ùn ùn tới, kéo như kéo một con chó chết trở về vậy. Hiện tại còn có một bộ phận quan binh đang tìm kiếm những hang động, huyệt đạo chi chít khắp nơi trên đảo, áp tải đống hải tặc còn đang trốn chui trốn lùi đến. Ngoài bờ biển đã chở đi hơn 10 chiếc thuyền hàng hóa và tài bảo. Hiện tại quân binh đang mang rất nhiều nữ nhân và hải tử lên thuyền. Trên mỗi thuyền đều có áp tải một bộ phận hải tặc trở về. Bọn chúng bị đuổi vào kho tối trong khoang thuyền, cho đến khi vào cảng Phúc Châu mới nhìn thấy lại ánh mặt trời. Phần lớn hải tặc bị tập trung ở khu giải đá chống chảy bằng phẳng ở trên bờ cát, bốn phía đều có cung thủ canh giữ. Hàn Vũ và Bành Tiểu Dạng đang chỉ huy từng chiếc thuyền rời đi, đột nhiên có người vội vàng chạy tới báo cáo. Khởi bẩm đại nhân, ba dặm bên ngoài cửa cảng nhập bờ nam xuất hiện hai chiếc thuyền lớn, có cần phái người chặn lại không ạ? Hàn Vũ và Bành Tiểu Dạng nhìn nhau ngạc nhiên. Hàn Vũ hỏi trước, là thuyền như thế nào, có nhìn được ra đến nơi hay không? Tên lính kia nói, dạ khoảng cách rất xa, không có cách nào nhìn ra được, thế nhưng khẳng định không phải là chiến thuyền của đại minh chúng ta. Bành Tiểu Dạng hỏi, vậy trên thuyền không có ký hiệu rõ ràng nào hay sao? Tên lính đó nói, dạ có, trên cánh buồm có hình con chim ưng biển. Bành Tiểu Dạng bật cười ha hả, khoát tay nói, thôi không cần ngăn lái, cứ để cho bọn chúng nhập cảng đi, sau đấy chặn đứng đường rút lui của chúng. Đây là thương thuyền của A Quý, một đại thương nhân của Tô Tịch Quốc. Bọn chúng không biết nơi này đã rơi vào tay chúng ta rồi, nên vẫn tìm tới trao đổi hàng hóa ấy mà. Đám quân binh nghe lời bí mật hành động, để hai chiếc thương thuyền tiến vào hải cảng mới xuất hiện. Quả nhiên chặn được hai chiếc thương thuyền chất đầy hàng hóa các loại. Bước đầu ước tính giá trị hàng hóa ở trên hai con thuyền không dưới 10 vạn lượng bạc trắng. Hai chiếc thuyền cũng theo đó mà thay đổi chủ nhân, do Hàn Vũ phái binh lính và thêm 10 người đi hướng Phúc Châu. Cho tới trưa, cùng với từng chiếc thuyền trong đội thuyền của hải cầu tử bị quân binh áp tải về hướng Phúc Châu. Những thương thuyền buôn lậu của Bắc Triều Tiên, Đông Doanh, Nam Chiêm Thành, Java tự chui đầu vào lưới không dưới 30 cái. Tổng cộng trị giá hàng hóa lên đến 100 vạn lượng. Hàn Vũ lúc này mới ý thức được quy mô to lớn của đám buôn lậu song tự này. Ở dưới triều đình liên tiếp đề nghị tiêu diệt quân Hoa, tiêu diệt cướp, rồi lại dưới tình cảnh chiến sự nhiều liên miên diễn ra trên biển mà vẫn còn có nhiều thương thuyền né tránh từng tầng lớp lớp khó khăn tìm tới giao dịch như vậy. Vậy lúc song tự còn hưng thịnh mỗi ngày xuất nhập đến bao nhiêu lượng hàng lậu đây? Y thẩm vấn một kẻ đứng đầu trong đám hải tặc, biết được tin trong thời kỳ thịnh vượng, mỗi ngày số lượng thuyền ra vào song tự đạt 200 thuyền. Hàn Vũ nghe xong liền cứng lưỡi, không nói lên lời. Hàn Vũ vẫn có ý định đem tất cả đám người trên đảo áp tới dưới Phúc Châu, sau đấy sẽ đốt sạch phòng ốc, hang động trên đảo, nhưng nghe được những điều này xong liền lập tức thay đổi chủ ý. Hắn mệnh lệnh cho 4.000 quan binh lưu trú tại trên đảo cởi bỏ quân phục, tạm đổi thành trang phục của hải tặc, chịu trách nhiệm bắt giữ đám thuyền buôn lậu còn chưa biết tin tức cả song tự mà chui đầu vào lưới. Còn Y và Bành Tiểu Dạng đến lúc cuối ngày cùng một đám hải tặc lên chiến thuyền đi nhanh về hướng chân trời đang ngập trong ánh hoàng hôn. Đông Nam đại thắng, tin tức hải tặc và giặc qua gần như bị diệt trừ sạch, chuyển về kinh thành. Chính Đức Hoàng Đế nghe vậy liền mừng rỡ. Y hiện tại vẫn đang ở trong bó phòng, cũng đã hoàn toàn biến nơi này trở thành nhà của mình. Chính Đức Hoàng Đế cầm tấu chương báo cáo quân tình trong tay, nhìn đi nhìn lại mấy lần, vô án cười to nói, Dương Khanh quả nhiên không phụ kỳ vọng của trẫm mà, Đông Nam quỷ quái cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt rồi, tốt tốt,
Lão Lưu à, lập tức công bố truyền tin cho văn võ báo quan đi, để cho đám ngu xuẩn nói lên thuyền này cũng được biết được. Lão nô tuân chỉ. Lưu Cẩn ngoài mặt cười, thế nhưng trong lòng không cười mà đáp. Lúc này đây, hầu hạ ở bên cạnh chính đức hoàng đế có ba người là Lưu Cẩn, Trương Vĩnh và Khâu Tụ. Lưu Cẩn thừa dịp Dương Lăng rời kinh trong khoảng thời gian này, đã thành công kéo dài quyền lực của mình, trải rộng ra tới ngoại đình, đã bù đắp vào khoảng trống quyền lực của mấy lão thần trụ quốc bị bãi miễn. Những phần tử tự do trong đám ngoại thần đều đã trở thành môn hạ của Lưu Cẩn. Hiện giờ Lưu Cẩn quản lý cung vua, ngoại đình lại có mấy kẻ đắc lực thay hắn phát ngôn. Quyền lực to lớn này chạm tới có thể bị thương, bao phủ toàn bộ văn võ trong triều. Ngoại trừ Dương Lăng đã rời kinh tuần hành, đủ loại quan lại trong triều, bất kể là so về lý lịch, kinh nghiệm, quyền lực hay là mức độ được hoàng thượng sủng ái, đều không có một kẻ nào bị kịp được với y cả. Đám người Trương Vĩnh, Đới Nghĩa, Mâu Bân cố ý tỏ ra e sợ, không dám khinh nhẹ mặt mũi của y, càng làm sự ngạo mạn, kiêu căng của Lưu Cẩn tăng lên. Về phía tam đại học sĩ trong triều, Tiêu Phương già đời giàu hoạt, nghe theo kế sách của Dương Lăng, hiện tại cũng đối với Lưu Cẩn vâng vâng dạ dạ, tùy ý cung phụng. Không có ông ta, bất quá cũng chỉ là bắt chước Lưu Cẩn bày ra kế sách đem kẻ thù chính trị bỏ vào nồi, lê đám bá quan làm củi đun. Chỉ có điều lúc Dương Lăng phát hiện ra kế này của Lưu Cẩn thì lấy lui làm tiến, tự cấu tự nhục, cuối cùng nhường quyền nhường lợi hóa giải chiêu này. Mà Lưu Cẩn thì sao đây, y giữ im lặng hay là đồng ý nhượng quyền đây? Mặt khác, hai vị đại học sĩ hiện tại ở trên chính đàn cũng không phải đối thủ của Lưu Cẩn. Lý Đông Dương cái nhìn không rõ ràng, có phần khó chung đường với ai. Chính kiến của ông ta đối với Lưu Cẩn, ngay cả Hợp cũng không trực tiếp phản đối, làm mất thể diện của y, mà lại khéo léo thương nghị. Cũng may hai người nghị luận phần lớn là quốc sự. Lý Đông Dương ở phương diện quyền lực chính trị cũng không phải chứng ngại vật đối với Lưu Cẩn, cho nên Lưu Cẩn đối với ông ta vẫn còn nâng tay. Đối với những ý kiến phản đối y, phần lớn vẫn nhận lấy, cho nên hai người ở ngoài mặt có vẻ như vẫn rất hòa hợp. Về phía Dương Đình Hòa, trong lúc tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, khinh thường hoạn quan, thực sự ở nội đình hiện tại đã vài lần làm khó Lưu Cẩn, nhưng từ đó về sau những tấu chương ông ta dâng lên phần lớn đều bị trì hoãn, bác bỏ hoặc nghị luận sau. Chiến sự ở Giang Nam đang khẩn cấp, trong những ngày không có tin tức xác thực truyền về kinh, Lưu Cẩn thừa dịp những lúc chính đức lo âu bực bội, đem những tấu chương Dương Đình Hòa báo cáo tai ương địch họa, thiếu gạo, thiếu tiền dâng lên, lại châm ngòi thêm vài câu ngọt nhạt, rút cuộc cũng chọc cho chính đức giận dữ, gọi Dương Đình Hòa tới gọt rũ một trận. Dương Đình Hòa lúc này mới hiểu được sự âm hiểm của Lưu Cẩn và cá tính có thủ thất báo của y, nên về sau này cũng yên ắng hơn. Tam đại học sĩ im lặng liền biến thành dung túng. Lưu Cẩn vì thế không ngừng sắp xếp thân tín và triều đả kích lão thần. Những nhân vật từ thời hoàng trị còn ở lại trải qua những giao tranh với Dương Lăng đã nhiều lần tổn thất, lại bị Lưu Cẩn không ngừng ngầm đả kích, thế lực dần tiêu vong. Rốt cuộc cũng không còn thời kỳ huy hoàng ngày xưa vung tay hô lên cùng hưởng ứng rầm rộ nữa. Lưu Cẩn cười hì hì nói: "Nói đúng ra còn không phải hoàng thượng có mắt nhìn người, lại không tiếc chi phí triều đình còn eo hẹp, bất kể nhân lực hay là tài lực đều đem toàn bộ ủng hộ Đông Nam tiêu diệt cướp thì mới có được chiến công như vậy hay sao? Đông Nam được dẹt yểm, công đầu thuộc về hoàng thượng rồi." Khâu Tụ nhìn thấy Lưu Cẩn có thế lực lớn đã hoàn toàn ngả về phía y, nghe vậy vội rèm pha cười phối hợp nói: "Đúng vậy hoàng thượng, từ những năm Hồng Vũ, đám hải tặc uy quốc đã không ngừng quấy rối đại minh ta rồi. Chỉ vì có điều này mà đại minh ta còn cố ý hạ chỉ đến đông doanh quốc vương phải dùng luật nghiêm khắc hình. Tính ra cũng đã hơn 100 năm trôi qua, giặc hoa cũng không ngừng lộng hành. Nhưng hôm nay ở trong tay hoàng thượng, bọn chúng đã bị một đòn đau rồi." Đến đây, Lưu Cẩn đột nhiên quỳ rạp xuống đất. "Như vậy là mối họa cả trăm năm một triều đại đã được quét sạch, thật sự là đại hỷ sự của triều đình ta mà. Hoàng thượng chính là đại công lao. Lão nô chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Theo lão nô, hoàng thượng nên đến miếu lễ thông báo tin vui trọng đại này đến các vị tiên đế trên trời của linh thiêng, lại thêm việc hạ chỉ sử lăng trì thủ lĩnh hải tặc để thể hiện uy danh của đại minh ta." Chính đức nghe vậy vui mừng cười không nhặt được mồm, luôn miệng nói: "Hay, nói có lý, nói rất có lý. Tin vui lớn như thế vậy đúng là nên báo cho các vị tiên đế biết được. Việc này cứ giao cho ngươi đi làm đi. Đến Hàn Lâm viện chọn một văn tài tốt vào, viết một quyển tế văn, báo với Khâm Thiên Giám lựa chọn một ngày tốt đi, chấm phải dâng hương cáo thiên." Lưu Cẩn vui mừng dập đầu nói: "Lão nô tuân chỉ." Đúng lúc này một tiểu thái giám vội vàng đi vào thì lễ với chính đức nói: "Hoàng thượng, quốc vương Malacca Tô Đoan Mụ Mạt xin cầu kiến." Chính đức nhíu mi nói:
Cái lão già béo đó sao lại đến đây vậy? Một ngày tới 8 lần, không biết phiền hay sao? Trương Vĩnh cũng cười nói: Hoàng thượng, Tô Đoan mụ mát đã đánh mất cả răng sơn. Ê, cũng khó trách ông ta sốt ruột như vậy. Dương đại nhân là người điềm tĩnh, cho đến lúc cơ bản bình định các tỉnh Đông Nam mới báo tin thắng trận cho Hoàng thượng. Nhưng tin tức quan quân 6 tỉnh Đông Nam đại thắng giặc qua, rồi thì trên biển thuyền kiến có pháo lợi hại, trước đó nó chuyển về kinh rồi. Quốc vương Malacca nghe xong đương nhiên là động tâm, ông ta muốn phục quốc còn phải nhờ vào Hoàng thượng ngài nữa chứ. Chính Đức thần sắc không mấy hứng thú, liền cười nói: Ông ta là thuộc thần của trẫm, vì vài tên hải tặc tóc đỏ từ nơi xa xôi đến mà làm cho sợ hãi như vậy, trẫm đương nhiên muốn làm chỗ dựa cho ông ta rồi. Chứ có điều ông ta cũng quá nóng nảy, nói nhiều như vậy trẫm có thể không phiền hay sao? Thôi được rồi, gọi ông ta vào đi đi. Tiểu thái giám không người đi ra ngoài truyền chỉ chốc lát sau liền thấy một lão già béo trắng mặc trang phục di tộc, chân đầu vải bố, còn cả một hình con chim chí xinh đẹp lạch bạch chạy vào trong phòng. Bóng áo choàng của ông ta vừa bước vào cửa, đầu vẫn còn cúi gằm xuống mặt đất, mí mắt còn chưa dương lên đã lập tức chạy tới góc bàn, oanh một tiếng, tư thế vô cùng chuẩn xác, quỳ rạp xuống trước thư án, hành đại lễ dập đầu 5 lần nói: Thần Tô Đoan mụ mát tham kiến Thượng Minh Thiên Quốc Chính Đức Đại Hoàng Đế bệ hạ, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chính Đức ngô ngô hai tiếng, khoát khoát tay: Đứng lên đi, đứng lên đi, không cần mỗi lần đến đều dùng đại lễ như vậy đâu. Hôm nay tới đây tìm chấm có chuyện gì vậy? Tứ Di Quán sắp xếp nơi nghỉ ngơi, với chuyện ăn uống của ngươi không thích hợp hay sao? Tô Đoan mụ mạt vội vàng dập đầu nói: Không không không, vô cùng hài lòng, tiểu thần vô cùng cảm tạ Hoàng thượng hậu đãi. Tiểu thần nghe nói Đại Minh ở Đông Nam đại thắng to, giặc qua và tứ hải nên hải tặc nhiều năm chiếm cứ Đông Hải đã hoàn toàn dẹp yên rồi, nên tiểu thần tới đây chúc mừng Hoàng thượng. Chính Đức cười nhìn Lưu Cẩn, nước mắt ra hiệu một cái. Lưu Cẩn bước lên phía trước đỡ quốc vương Malacca đứng dậy. Hắn cười hì hì nói: Quốc vương điện hạ mời đứng lên đi, Hoàng thượng cũng vừa mới nhận được tin tức thôi, tin tức của người cũng thật nhanh mà. Tô Đoan mụ mạt cung kính đứng một bên, hơi hơi khom người nói: Hoàng thượng, tiểu thần nghe nói tổng đốc Dương Lăng ở Giang Nam đồn đốc tác chiến, thiên quân Đại Minh uy dũng vô địch, bình định đám cường đạo 6 tỉnh Đông Nam, thế như trẻ trẻ, tiểu thần trong lòng vui mừng khôn xiết. Tưởng nghĩ đám ngoại tộc tóc đỏ Tây Dương nghỉ sức mạnh cưỡng chiếm Malacca, hiện giờ thiên quân Đại Minh uy dũng vô địch, chỉ cần hoàng thượng khai ân phái một đội nhân mã thu phục Malacca còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Tiểu thần một lần nữa khẩn cầu Ngô Hoàng xuất binh giúp đỡ tiểu thần phục quốc. Hoàng thượng tiểu thần cầu xin người. Tô Đoan mụ mạt nói đến đây mà không khỏi lệ rơi đầy mặt, lại quỳ trên mặt đất mà dập đầu lia lịa. Chính Đức nhẹ nhàng vút ve bản tấu chương thật dày của Dương Lăng. Trong tấu chương có nhắc tới chiến sự 6 tỉnh Giang Nam, chỉ có điều viết quá giản lược, không khoe khoang gì đến chiến công của chính hắn, thế nhưng lại tỉ mỉ miêu tả tầm quan trọng của eo biển Malacca, nhiều lần đề cập tới ý nghĩa của nơi này đối với Đại Minh ta. Chính Đức ý định ở trong lòng kỳ thực cũng không quá để ý đám hải tặc chiếm cứ Malacca này, y để ý chính là chuyện thuộc vương tạo phản. Từ ngày y đăng cơ tới nay, sửa chữa Hoàng Lăng, tu bổ Trường Thành, bắc thì đánh Tháp Tử, nam đánh giặc Hoa, xây dựng lại thủy quân, ngân khố quốc gia đã gần như trống rỗng. Mà Thiên Phủ chẳng những là một nơi giàu có, hơn nữa còn gần như không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Thục vương có thanh danh tốt nhất trong đám phiên vương, tài lực cũng hưng thịnh nhất. Nếu ông ta thực sự có ý mưu phản, đây mới chính là cái gai nhức nhối nhất trong lòng Chính Đức. Cho nên, y muốn sau khi giải quyết xong việc Bình Hoa, lập tức lệnh cho Dương Lăng đi thục, điều tra chuyện thục vương tạo phản. Mà nay theo tin tức từ Tứ Xuyên truyền về, thục vương luôn luôn ở trong Thanh Dương Cung dưỡng bệnh tu thân, hoàn toàn không có động tĩnh gì, mà sự việc ở Malacca lại là chuyện sớm muộn gì cũng đều phải giải quyết cả. Hắn mở lại tấu chương, nhìn đoạn cuối một lần: Hoàng thượng, phía bắc lên Liêu Đông không phải chỉ có một đường sơn hải quan, thông về hướng tây không phải là chỉ có một cách đi khắp mặt vệ, nhưng các nước chư hầu của Đại Minh dục vọng thương thuyền của Đại Minh nếu muốn đi thông tứ hải tất phải qua Malacca, cố thủ Malacca là chuyện không được phép thất bại. Đám di nhân dã tâm hừng hực mưu đồ chiếm Malacca, nếu cứ để mặc di nhân cường bạo chiếm cứ Malacca thì dã tâm của bọn chúng tất sẽ bành trướng, các nước Nam Dương rất gặp nguy hiểm. Di nhân sau khi chiếm được các đảo Nam Dương còn nuôi mộng lớn thế nào đây? Ở trên biển hiện giờ phía đông chính là mênh mông ngàn dặm không thấy bờ, thuyền của Đại Minh ta không thể qua được. Giao thông vạn nước tất phải chọn tuyến đường Nam Dương, mà Malacca chính là điểm yết hầu. Nắm được nơi yết hầu này lại tăng thêm chút thực lực, tất phải chịu khống chế, nhanh chóng chiếm lấy Malacca,
cũng có hiệu quả đối với việc cắt đứt dã tâm kia. Khẩn cầu của Khanh, chấm cũng suy nghĩ rất nhiều. Chẳng qua chiến sự Đông Nam khẩn cấp nên chưa thể làm gì. Hiện giờ Ái Khanh muốn mượn binh của chấm cũng không phải không được. Thế nhưng Tô Khanh à, Tây Di đến từ biển cũng có thể về biển. Chấm phái quân đội đến, Di Nhân nếu như sợ hãi chạy trốn, đại quân của chấm vừa rút về đã là phải quay trở lại, thì phải làm sao đây? Quân của chấm cũng không thể lúc nào cũng trở lại được, đi qua đi lại rất là mệt mỏi. Việc này Tô Đoan mộ mạt đã hiểu ý của Chính Đức, nhưng ngẫm lại lời của Chính Đức cũng có lý. Sau lưng quốc vương là ông ta đây, chính là một đống các bộ lạc rời rạc cùng nhau nắm quyền chủ quốc, cũng không có quân đội hùng mạnh để mà phòng bị. Đại Minh nếu như muốn chiếm thì đã sớm chiếm rồi, bây giờ nếu như đóng quân lại cũng không muốn cướp đoạt vương vị của ông ta đi. Về phần chia sẻ lợi ích thương vận, trong lòng Tô Đoan mộ mạt hiểu rõ, đường biển của Đại Minh một khi thông thương, thương thuyền sẽ như những đàn cá đi qua eo biển Malacca ngày đêm không ngừng. Vàng thau lẫn lộn, phong tục bất đồng, các quốc gia các bộ tộc buôn bán trên biển thì dân phong hung hãn, không có một đội quân và quân đội trên biển nào đủ sức để đàn áp quản lý thất dân loạn đến không thể chữa. Bất kể đại thương nhân trên biển có thế lực nào, nếu muốn làm loạn, quốc vương là ông ta đây cũng đành phải tiếp tục trốn chạy, hợp tác với Đại Minh là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Tô Đoan mụ mạt lập tức quỳ xuống nhận lời nói: nạn trộm cướp Nam Hải luôn luôn khó quét sạch, tiểu thần mong hoàng thượng có thể vĩnh viễn đóng quân tại Malacca, đánh đuổi hải tặc, cùng nhau hải vận, mời bệ hạ ân chuẩn. Trên con đường nhỏ miền quê Chiết Giang, ba mươi mấy con khoái mã men theo con đường nhỏ bên cạnh bờ ruộng chạy về phía trước mà nhanh như bay. Mặt trời đã sắp xuống núi, trên đỉnh núi vẫn còn một cảnh sắc đẹp, dưới chân núi đã không còn đắm mình trong ánh mặt trời nữa. Lúc băng ngang sườn núi này, một kỵ sĩ trên ngựa vô ý quay đầu nhìn lại, đột nhiên kinh hô một tiếng, vội vàng ghì cương ngựa. Con ngựa trắng kiện hí vang một tràng, dựng thẳng người lên. Lần lượt có mấy mươi kỵ sĩ thấy vậy cũng đều gườm cương ngựa đứng lại theo. Người nọ đã xuống ngựa, đi đến bên đường nhìn về mảnh đất trên sườn núi, y quan sát tỉ mỉ một lúc lâu thì bỗng nhiên xoay người lấy một con dao từ bên cạnh người, ngồi xổm trên núi đào bới. Những chiếc lá non mọc đầy trên mặt đất được gạt sang một bên, người nọ đào từ dưới một luống đất ra mười mấy củ màu đỏ lớn có nhỏ có, mừng rỡ mang đến chỗ con rạch cạnh bên, rồi dùng nước sông mắt lạnh mà rửa sạch. Sau đấy cầm lấy một củ cắn một cái nghe răng rắc, rồi gọi những người khác cùng đến nếm thử một cách thích thú vô cùng. Một lão nông cầm một cái cuốc không biết từ đâu ra vòng ra, vừa nhìn thấy cảnh này lập tức giơ cuốc lên tức giận lao đến, từ xa đã quát to: làm gì vậy hả, sao lại trộm hoa màu của người ta như vậy? Một đại hán có râu quai nón to giọng nói: ai trộm hoa màu chứ, đại công tử chúng ta đang nếm thử món đồ chơi này có ngon hay không thôi. Cái lão già ông ta... Một công tử trẻ tuổi quát: đại bồng truy, im miệng. Nói đoạn y liền đi sang cười nói: lão nhân gia, thật xin lỗi, tại hạ đi ngang qua nơi đây thấy hoa màu này to lớn hiếm thấy, không phải là giống của Đại Minh trước giờ, cho nên liền đào lên nếm thử một chút thôi. Y vui sướng nhìn quanh rồi cười nói: đây là đất của lão ngài ư? Bồng truy, mau lấy nửa sâu tiền thưởng cho lão nhân gia ngài. Lão hán thấy vị công tử trẻ tuổi này mặt mày thanh tú, nhân phẩm lại tuấn lãng, chẳng những tấm áo kia vô cùng đắt tiền mà trước sau còn có nhiều gia nhân đi theo như vậy, xem ra đích thị là vị công tử có lai lịch rồi. Sự tức giận trên mặt lão liền dịu xuống. Lão buông cuốc xuống nói: vị công tử này có chút đồ của nhà nông thôi, không đáng tiền đâu. Vừa rồi lão hán làm như vậy là vì cho nên sợ gây tổn thất thôi. Thú đồ chơi này tên là khoai lang, rất ngọt, công tử gia thích ăn thì ăn nhiều một chút đi, không đáng tiền đâu, không cần bồi thường. Dương Lang lấy tiền từ trong tay đại bồng chùy rúi vào tay của lão hán. Hắn cười nói: đừng, lão nhân gia trồng hoa màu cũng rất vất vả, không dám gạt ngài, chứ thứ này ta từng thấy qua rồi, nghe nói hiện tại ở Chiết Giang chỉ có chỗ của quân hộ điền chủ mới trồng được, làm sao ngài ở đây cũng có vậy. Lão hán cười híp mắt nói: công tử có điều không biết rồi, chỗ cây giống này chính là tôi lấy được từ chỗ quân hộ, con rể của tôi là giáo úy của vệ sở, trước giờ vẫn đi theo một vị đại nhân họ Mẫn đến vệ sở các nơi gieo trồng thứ này, nghe nói sản lượng rất cao, nó lấy chút cây giống về cho lão hán trồng thử xem sao thôi. Tôi cũng không nỡ lãng phí đất tốt, triển núi này vốn dĩ toàn là cỏ dại, không thể nào trồng được hoa màu đâu, tôi liền gieo giống này xuống thử xem. Công tử khoan hãy nói, cứ mặc đó không thèm đến xỉa gì,
nó sinh trưởng rất tốt à. Ngoại trừ lúc đầu tưới mấy gáo nước ra, lão hán chúng tôi cũng không chăm sóc nó gì cả, cũng không cần bón phân mà vẫn sinh trưởng tốt kìa. Công tử, hãy nhìn sang luống bên kia đi. Ngắn một chút, chỉ mới dài hơn 3 trượng. Chỉ 2 luống đó thôi thì đã đào ra được hơn nửa bao rồi, đủ cho cả nhà ăn hơn mấy ngày. Thứ đồ chơi này ăn ngon, mấy đứa nhỏ trong nhà bình thường cũng hay ăn như trái cây vậy. Dương Lăng cười cười nói, cũng không thể chỉ ăn thứ này không được, một ngày 3 bữa ăn không sợ ngấy hay sao? Lão hán vui vẻ cười nói, đó là chuyện đương nhiên, ăn xen kẽ với lương thực khác là được. Hiện tại gặp phải năm đói kém, còn ai để ý đây? Cỏ dại, vỏ cây, đất sét, toàn bộ đều nhất cho đầy cái bụng cá. Đó đến người cũng ăn, còn có thể kén chọn, kén cá chọn canh hay sao? Lão hán vui vẻ cười nói, đó là chuyện đương nhiên rồi, ăn xen kẽ với lương thực khác là được rồi. Hiện tại gặp phải năm đói kém, còn ai để ý đây? Cỏ dại, vỏ cây, đất sét toàn bộ đều nhất cho đầy cái bụng được cá. Đó đến người cũng ăn, còn có thể kén cá chọn canh hay sao? Nói đoạn, lão thở dài nói, đại nạn châu chấu nó 6 năm trước đây, những nơi chúng đi qua không còn một ngọn cỏ. Nếu như khi đó có cái thứ này thì những người chết đói trong thôn có nhiều như vậy hay không đây? Thứ tốt như vậy, người trong thôn đều biết hoa màu này, dễ chăm sóc cá, sản lượng lại cao, không cần đất màu mỡ. Sau khi lão hán ta dạy cho bọn họ cách cắt ươm, giờ có mấy nhà đã khai khẩn đất hoang để trồng thứ. Tháng trước gieo xuống rồi đấy, đợi 2 tháng nữa phòng trừng có thể lớn được rồi. Dương Lăng vui sướng gật đầu liên tục. Hắn chỉ một mảnh đất khác lên tiếng nói, ồ, ở bên đó cũng là thứ được lấy từ trong quân đồn đấy ư, gọi là khoai tây, có phải không nào? Lão hắn quay đầu nhìn cười nói, đó gọi là khoai tây sao? Thứ đó dài mà tròn, căng giống như đậu vậy. Chính là vì vóc dáng to, lại thêm sinh trưởng ở trong đất, nên ở đây chúng tôi đều gọi nó là thổ đậu tử. Thứ đó không ngon bằng khoai lang, nấu chín làm thức ăn cũng không tệ. Ta đang nghĩ đợi sau khi thu hoạch, nấu chín phơi khô, bao thành miếng, giữ lại phòng mất mùa kìa. Dương Lăng mừng rỡ vô cùng, đứng trên bờ ruộng, lại nói chuyện với lão hán một hồi, đã hiểu được một chút về tình hình dẹp phỉ và quân đồn ở địa phương. Sau khi tiến bước lão hán, Dương Lăng nhìn xung quanh khoảnh đất, vui vẻ nói, xem chừng, cái thứ này ở Đại Minh xem như đã bó được gót chân rồi. Bên phía thiểm Tây Hồ Nam chậm hơn bên này một chút, nhưng chắc cũng có thu hoạch rồi. Vụ mùa thu hoạch năm nay không cần quan phủ ép buộc, sang năm những bách tính vẫn chủ động đi gieo trồng. Hiện tại vừa có thiên tai nhân hóa, ảnh hưởng lớn nhất đối với bách tính chính là thu hoạch hoa màu. Dân dĩ thực vi thiên là đại sự hàng đầu. Đã có những lương thực sản lượng cao này bổ sung vào, triều đình lại chú ý bảo vệ và giúp đỡ về dân chính, vấn đề lương thực của lão bách tính hẳn là có thể được giải quyết một cách tương đối rồi. Lưu Đại Bồng Trùy chớp đôi mắt to như hạt đậu xanh, nuốt nước bọt nói, giải quyết được thì tốt rồi, giải quyết thì được tốt rồi. Thuộc hạ nói với đại soái một câu, mặt trời sắp xuống núi rồi, có phải chúng ta cũng nên đi nhanh một chút không? Nếu đêm nay mà không đến được Tiên Hà Lĩnh, vấn đề ăn ở của chúng ta không giải quyết được đâu. Dương Lăng vừa bực vừa buồn cười, trừng mắt nhìn y. Hắn cười mắng, nói với ngươi như đàn gảy Tây Châu vậy. Thôi được rồi, lên ngựa, chúng ta đi nhanh hơn một chút nào. Hiểm giáp Đông Nam Tiên Hà Quan, ngoài thông Phúc Kiến, trong thông Kinh Thành, 500 dặm Tiên Hà cổ đạo mà năm xưa Sung Thiên Đại tướng quân Hoàng Sào khai phá, chính là yếu đạo duy nhất nối liền Chiết Mân, kéo gần Lưỡng Quảng. Một hàng khoái mã chạy theo mảng Tịch Dương biến mất ở đường chân trời. Trong quân doanh ngoài thành Phúc Kiến, phía trước có một cái ao nước. A Đức Ni đứng bên bờ ao, tay vịn lên tấm ván gỗ dày dựng thẳng, khom lưng chăm chú nhìn mặt nước. Mặt nước đục ngầu nhưng cũng rất tĩnh lặng. Đúng lúc này bỗng nghe một tiếng ngầm thật lớn. A Đức Ni cúi đầu xuống theo bản năng, lúc ngẩng đầu lên lại để thăm dò, thì thấy trong hồ nước cuồn cuộn sóng lớn, một cột nước cao đến 2 trượng vừa rơi xuống. Trịnh Lão và Thành Kiệt Vận vội khom lưng ở sau tấm ván gỗ cũng nhô đầu ra. Trịnh Lão nhìn mặt nước dao động, líu lưỡi nói, thật là lợi hại, chiếu theo hình dáng như thế nào tạo thêm cái to hơn mấy lần nữa đi, chỉ cần oanh kích chính xác tạo ra một lỗ thủng lớn bên mạn thuyền, chiến hạm của kẻ địch ắt bị đánh chìm thôi. Thứ này tốt, 60 lượng bạc để tạo ra một quả thủy lôi có thể hủy diệt một chiến hạm trị giá mấy vạn lượng, cùng với hỏa pháo và mấy trăm binh trên đấy, hơn nữa còn không tổn hại một binh một tốt của mình. Lão phu chơi hỏa khí cả một đời, sao chưa từng nghĩ qua chuyện có thể sử dụng hỏa khí dưới nước như vậy cơ chứ? Khâm sai đại nhân có suy nghĩ kỳ diệu như người trời vậy. Thành Cởi Vận phủi phủi nước trên áo,
liền cười nói: Cái gì mà người trời chứ, là bản lĩnh của trình lão ông thôi. Ta còn từng nghĩ muốn ngồi xe ngựa bay lên trời kia kìa. Nếu ông thật sự tạo ra được, có phải cũng phải khen ta kỳ tư diệu tướng như người trời hay không đấy? Ngày đấy đại nhân còn từng buột miệng nói thuyền cũng có thể chạy dưới nước được. Ông nói xem có thể hay không? Trương lão phu tử cười nói: Xe bay lên trời, thuyền bơi dưới nước, đó là hơi khó mà tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi đâu, không thể tưởng tượng. Tuy nhiên phương pháp đặt lôi dưới nước này, lão phu vừa nghe đại nhân nói đã cảm thấy đáng tin cậy. Chỉ có điều vì nó là hỏa khí, trước đây thật sự vẫn chưa ai từng nghĩ mang thứ hỏa khí này vào nước để sử dụng. Vẫn là nhờ đại nhân dám nghĩ dám làm những điều người khác không dám nghĩ thôi. Thanh Cửu Vân che miệng cười nói: Cái gì mà dám nghĩ điều khác không dám nghĩ đây, ta thấy là điếc không sợ súng kìa. Thanh Cửu Vân dám nói đùa về Dương Lăng, thế nhưng trịnh lão phu tử thì lại không dám. Lão cười nói: Bất kể là như thế nào thì hiện tại mắt thấy thứ đồ chơi này được ta từng bước tạo thành, trong lòng rất là vui mừng rồi. A Đức Ni dường như không nghe, cứ nhìn mặt nước, nhíu mày suy nghĩ nửa ngày rồi lắc lắc đầu nói: Chủ ý của Dương đại nhân quả thật là cao minh, tôi cũng chưa từng nghe nói có thể công kích thuyền địch dưới nước. Nếu như làm tạo ra được loại thủy lôi phù hợp, bố trí trên 100 cái thủy lôi thì có thể chống lại hơn 100 chiếc chiến hạm rồi. Nhưng tác dụng của loại lôi này chúng ta đang dùng, đang chế tạo hiện tại vẫn không lớn. Nàng chỉ về mặt nước nói: Mọi người nhìn đi, đầu tiên chúng ta phải biết độ sâu của thuyền địch chìm ở dưới nước, độ sâu của nước biển. Khi tác chiến trên mặt biển, nơi không quen thuộc, trước đó rất khó có đầy đủ thời gian để đo đạc hai cái này. Ngoài ra, nó dùng dây từng để kéo động. Tầm sát thương hữu hiệu của hạm pháo khoảng 140 trượng, điều này yêu cầu dây thừng đủ dài. Dây thừng dài như vậy bị sóng biển tác động, rất có thể thuyền địch chưa tới thì đã kích hoạt thủy lôi mất rồi. Điều quan trọng nhất là chúng ta làm sao chắc chắn thuyền địch sẽ đi theo tuyến đường đã đặt lôi mà tiến lên đây. Chỉ cần lệch mấy thước thôi thì muốn nổ tung thuyền địch sẽ là rất khó. Trương lão nghe xong cũng không khỏi cau mày, vuốt chầm râu trắng nói: Câu nói này của cô nương rất có lý, xem ra loại thủy lôi này dùng cho nghiên cứu chế tạo thành công thế nhưng cũng không có tác dụng gì rồi. A Đức Ni lắc đầu nói: Không phải, không phải đâu. Nếu như bố trí loại thủy lôi này ở gần lối vào bến cảng, như vậy mực nước, tuyến đường đều là cố định cả. Binh sĩ ở trong công sự, ở trên bờ điều khiển, thuyền địch ở trên biển không nhìn thấy, không tìm ra. Cho dù trên bờ không có trọng binh và hỏa pháo, chỉ dựa vào nó thôi cũng có thể ngăn cản thuyền địch tới gần được rồi. Tác dụng tuyệt đối không nhỏ, chẳng qua là không hợp tác với tác chiến ngoài biển được mà thôi. Trình lão vê dâu trầm ngâm nói: Thủy lôi này muốn có thể tác chiến ngoài biển, xem ra không thể dùng neo sắt để cố định mực nước được rồi, không thể dùng sức người để mà điều khiển vụ nổ được rồi. Lão đi tới đi lui tại chỗ giống như đang niệm kinh, miệng không ngừng lặp lại: Nếu có thể tự động định vị sâu cán, nếu có thể chạm thuyền địch thì tự động phát nổ. Than thở nửa ngày, Trương lão bỗng kéo tà áo chạy như điên, vừa chạy vừa kêu: Cầu tử tiểu lã, mau mang nhất trụ hưng, tranh địa lôi, mã để pháo đến đây cho ta, nhanh nào, nhanh nhanh nào. An Đức Ni một bước chân đi sang thì Thành Người Vận đã mỉm cười ngăn lại nói: Chắc là trịnh lão có chút tâm đắc rồi, không nên quấy rầy lão ta. Chế tạo cơ quan thì lão là người trong nghề, hãy để lão suy nghĩ một hồi đi. Đợi cái thứ đó có chút hình dạng rồi chúng ta lại xem thử hiệu quả xem như thế nào. An Đức Ni nghe vậy liền dừng bước chân, hai nữ nhân chậm rãi bước thong thả trở về dưới tán cây, ngồi xuống chiếc ghế từ cành liễu, bưng chén chè lên uống. A Đức Ni liếc mắt nhìn Thành Cửu Vận một cái, hơi lúng túng hỏi: Vận thị tỷ, Dương khi nào mới trở về vậy? Thành Cửu Vận nhìn nàng cười một cái nói: Sao, mới mấy ngày không gặp đã thấy nhớ hắn rồi sao? Khuôn mặt của A Đức Ni đỏ ửng lên, hờn dỗi: Muội không có, chỉ là Thành Cửu Vận mỉm cười rồi nói tiếp: Ta biết, ta hiểu tâm tình của muội. Tuy là người ở đây đối đãi với muội rất tốt, nhưng muội cũng biết đó là nhờ quan hệ của Dương đại nhân. Nếu như không có ngài, cho dù còn ai khác thích muội thì người đó có lẽ căn bản không để ý đến tài năng của muội, cũng sẽ không tôn trọng muội như Dương đại nhân đâu. Muội mãi mãi cũng không biết ngày mai mình sẽ đi đến nơi nào, trong lòng tràn đầy sự cô độc và sợ hãi kìa. Ánh mắt của A Đức Ni sáng lên, ngạc nhiên nói: Đúng, đúng vậy, chính là cảm giác như vậy. Vận tỷ tỷ, tỷ thật sự có thể nhìn thấu lòng người, cho nên trước giờ muội vẫn rất sợ đôi mắt đó của tỷ. Vì sao tỷ có thể hiểu rõ như vậy? Lẽ nào người thông minh như tỷ cũng từng trải qua những chuyện giống như muội rồi sao?
Thành Kể Vận buồn bã cười, khẽ tắm tay của nàng, dịu dàng nói: "Cô nương ngốc cả, vận mệnh của muội còn hơn ta gấp trăm lần kìa. Nếu như không phải là gặp được Dương đại nhân, ta còn không biết hiện tại mình ra cái dạng gì rồi kìa." Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mê lê nhìn một góc hư không, chậm rãi nói: "Thế giới này là của nam nhân, sự thông minh và xinh đẹp của nữ nhân mãi mãi chỉ có thể để diệt hoa trên gấm cho nam nhân mà thôi. Nếu như may mắn, muội có thể gặp được một nam nhân yêu muội kính muội, đó là phúc phần mấy kiếp tu được. Nữ nhân căn bản không nắm giữ được vận mệnh của mình." Nàng bùi ngùi thở dài một tiếng, bỗng tò mò nói với A Đức Ni: "Ta nghe đại nhân nói, ở quốc gia của bọn muội, nam nhân chỉ có thể lấy một nữ nhân mà thôi, mà ngay cả quốc vương cũng vậy, có phải như vậy hay không? Thật sự khó có thể tưởng tượng được, nam nhân ở chỗ muội lại quá tuyệt vời như vậy." Khóe miệng của A Đức Ni nhếch lên, khẽ cười nói: "Đúng là như vậy, bọn họ chỉ lấy một nữ nhân về nhà, nhưng ở bên ngoài có rất nhiều người tình. Những người tình này rất nhiều người còn là nữ nhân của người khác kìa." Hai nữ nhân im lặng một hồi, bỗng nhiên đồng loạt bật cười khanh khách. Thành Kỷ Vận ôm bụng cười nói: "Nam nhân đều là những con mèo thích ăn vụng, chỉ cần muội cho hắn cơ hội, nam nhân nữ không có một ai tốt cả." A Đức Ni như cười như không nói: "Nếu như Dương là một người tốt không thích vụng trộm thì hôm nay Vận Nhi tỉ tỉ còn có thể cười vui vẻ được như vậy hay sao?" "Sao?" Thành Kỷ Vận ửng đỏ cả mặt, ánh mắt lộ ra chút xấu hổ: "Nhà đầu chết tiệt này." Rồi nàng cắn cắn cái răng bạc, khuôn mặt thẹn thùng, nói lảng đi: "À này, A Đức Ni, muội lớn lên từ nhỏ ở nước muội, giờ ở một nơi như Đại Minh này, muội lại phải có chung một người trượng phu với người khác như vậy, muội thật sự bằng lòng hay sao?" A Đức Ni trầm tư một hồi, trịnh trọng gật đầu nói: "Muội bằng lòng." "Vận tỷ tỷ, nếu đổi lại là tỷ lênh đênh trên biển 3 năm, chịu đựng suốt 3 năm trong môn trùng nguy hiểm, khi tỷ đến một nơi hoàn toàn xa lạ, khi tỷ mãi mãi cũng không thể trở về quê hương của mình được, thì lúc đấy tỷ sẽ không chán ghét vì phong tục tập quán của nơi này không giống với quê hương của mình nữa đâu. Lúc đó tỷ chỉ biết cảm kích thượng đế đã an bài cho tỷ một nơi an toàn, an bài một người yêu tỷ, một người có thể cho tỷ hạnh phúc kìa. Thượng đế đã đóng một cánh cửa thì nhất định sẽ mở một cánh cửa sổ ra. Muội bằng lòng tuân theo sự sắp đặt của thượng đế, nắm giữ thật chặt hạnh phúc được ban cho nên muội yêu Dương, muội bằng lòng không oán không hận mà bầu bạn cùng chàng ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi." Thành Cờ Vận lập tức bị những lời nói của nàng động đến tâm hồn. Những chuyện trải qua của hai người mặc dù không giống, nhưng kỳ thực lại có quá nhiều điểm tương đồng. Cũng có tài cán và nét đẹp của rất nhiều nữ nhân không có được, cùng là tâm cao hơn trời, mệnh bạc hơn giấy, cùng là người lưu lạc nơi xa thẳm. Trải qua một hồi phiêu du ở phía chân trời, hai người đã trở về với thực tại. Thành Cờ Vận hạ giọng nói: "Sau khi đại nhân giải quyết xong nguy cơ Nam Hải rồi thì sẽ khởi hành tuần tra khu vực Quý Châu Tứ Xuyên, tạm thời sẽ không trở về Kim Lăng. Lên như cô nương sắp lâm bổn, đại nhân nhân dịp chỉnh đốn sẽ sắp xếp quân vụ, chờ ý chỉ trong cung đến thăm một chút. Đại nhân một mình rời khỏi cho nên quyết không dám ở lâu không về, ta nghĩ mấy ngày nay hắn đã trở về rồi." Đúng lúc này, một tên thị vệ vội vã đi tới, ôm quyền thi lễ nói: "Thành đại nhân, Hà tổng binh mời ngài và Đức Ni cô nương đi sang một chuyến." Thành Kể Vận và A Đức Ni nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, theo gã đi về phía soái tướng tổng binh. Soái tướng của Hà tổng binh tuy gọi là tướng, thế nhưng quân doanh này là quân doanh thường trú, cho nên doanh tướng tổng binh là nhà lập ngói, chưa làm ba gian trước, giữa và sau. Phía trước là chỗ nổi trống tụ tướng, hạ lệnh thống quân, ở giữa là nơi Mạc Liêu phân tích quân tình, tính toán sách lược, sau cùng mới là thư phòng của chủ soái. Thành Kể Vận và A Đức Ni vội vàng đi vào đại tướng. Trong tướng vắng tanh, chỉ có 4 tên vệ binh gác ở cửa. Đến gian phòng tầng 2 thì thấy bên trái là sa bàn, bên phải là một cái máng nước hình chữ U rất lớn. Trên nước còn có rất nhiều mô hình thuyền nho nhỏ. Hàn Vũ và Bành Sang Ngư cùng tướng lĩnh thủy sư đang vây quanh máng nước mô phỏng trận chiến. Hà Bính Văn cũng đứng ở trong quan sát thuyền của hai bên được điều khiển. Thấy hai người họ đi vào, Hà Bính Văn khẽ vút cảm ra hiệu nhưng lại không nói. Hai người cũng thả bước nhẹ nhàng đi sang. Chỉ nghe Bành Sang Ngư nói: "Chiến hạm kiểu mới của thủy sư Đại Minh ta phối hợp với pháo thần công đương nhiên đủ để đương cự với thuyền pháo Tây Dương. Nhưng nếu có biện pháp hay hơn thì thật sự không cần phải trả một cái giá lớn đến như vậy. Lại nói phúc thuyền cỡ nhỏ và hỏa pháo kiểu cũ của chúng ta cũng không thể cứ thế mà vứt bỏ đi được." Hàn Vũ gật đầu nói:
Bành lão gia tử nói phải. Hơn nữa quân phí gấp gáp, tiếp tục đúc pháo mới, hạm mới, ít nhất trước mắt mà nói đã hơi có giật gấu vá vai rồi. Một khi khai chiến, chúng ta còn phải lợi dụng triệt để võ bị vốn có, khiến chúng phát huy tất cả tác dụng kìa. Bành Sang Ngư nói, tình hình chi tiết của trận chiến ở đảo Độc Long lão phu đều đã được nghe nói cả. Lúc đó thuyền Tây Dương từng lợi dụng nhược điểm của chúng ta là phúc thuyền số 2, thân hình quá lớn, xoay chuyển không linh hoạt. Nếu như không phải là vì chiến thuyền của chúng ta quá nhiều, thì lúc đó khó tránh khỏi phải chịu thiệt thòi rồi. Hiện tại chúng ta đã trang bị 12 chiếc chiến hạm mới, quân phía còn lại vẫn có thể kiến tạo lại 3 chiếc. Căn cứ theo hồi báo của thám tử, thì ra thứ mà hải tặc Malacca dùng công chiếm những đảo nhỏ là 4 chiếc chiến hạm, nhưng sau đấy lần lượt là đến 6 chiếc hạm nhỏ. Hơn nữa Bộ Đức La đã chịu thiệt thòi với chúng ta rồi, nhất thời không rõ thực lực của chúng ta như thế nào, hiện cũng dẫn đội thuyền đi nương nhờ rồi. Ngoài ra Cung Bản Hạo cũng đầu hàng bọn chúng, thuyền của bọn chúng tổng cộng là 17 chiếc, nhỉnh hơn so với chúng ta, thêm kỹ xảo điều khiển hỏa pháo và kinh nghiệm hải chiến tốt hơn thủy sư của chúng ta nữa. Nếu như chúng ta dùng chiến hạm kiểu mới mà đánh bừa, khả năng thắng lợi vẫn là rất nhỏ. Ưu thế của chúng ta là thuyền nhiều, chủng loại chiến thuyền cũng nhiều hơn, phải lợi dụng nhiều một chút. Một tướng lĩnh thủy sư khá là lạ mặt lên tiếng, trải qua việc chúng ta tái diễn lại tình hình trận chiến đảo Độc Long, phân tích chiến thuật và đặc điểm chiến thuyền của đối phương cùng với lực sát thương của hỏa pháo, chúng tôi cảm thấy lấy nhiều thuyền thắng ít thuyền vẫn là đạo giành chiến thắng kìa. Chư vị hãy nhìn xem, nếu một khi song phương triển khai đại hải chiến, chúng ta dùng phúc thuyền số 4, số 5 nhanh chóng xông vào trận địch, chia cắt chiến hạm Tây Dương, phúc thuyền kích thước nhỏ lại nhanh nhẹn, xoay chuyển linh hoạt, có thể cố sức để tránh pháo bên mạn thuyền của thuyền Tây Dương được, mà đồng thời tấn công từ nhiều hướng, cứ như vậy. Y không người di chuyển mô hình thuyền 3 cột buồm Tây Dương phòng chế ở trên nước, mấy chiếc phúc thuyền nhỏ hơn nó, nhưng nhiều hơn gấp mấy lần, từ nhiều góc độ khác nhau đánh bọc sườn nó, giống như một đóa hoa mai. Chiếc chiến hạm Đại Minh chính là cánh mai mà thuyền Tây Dương bị chia cắt vây chặt, chính là nhụy hoa ở giữa. Bất kể chiến hạm Tây Dương có xoay chuyển như thế nào, thì chiến thuyền Đại Minh với ưu thế số lượng đã chiếm được nhiều trận vị có lợi, hỏa pháo có thể ở trong trạng thái vây công từ đầu đến cuối. An Đức Ni là người trong nghề, nàng chỉ tưởng tượng trong đầu, một khi chiến hạm hai bên thật sự hình thành cục diện công thủ như thế này, sắc mặt liền thay đổi. Nàng tuyệt đối không có chút thảo cảm và thương hại nào đối với đám hải tặc Tây Dương đó cả. Nhưng quân hạm trang bị của đám hải tặc này kỳ thực không kém hơn so với hải quân chính quy của Đào Nha chút nào. Sự kiêu ngạo của một quân nhân khiến cho nàng không muốn thừa nhận quân đội của mình không chịu nổi một kích như vậy. Nàng không kìm nổi mở miệng nói, chư vị đại nhân, đây chỉ là diễn binh trên giấy, muốn đạt được hiệu quả công kích như vậy cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các thuyền, lại cần kỹ xảo lái thuyền tinh chuẩn của những thủy thủ, cần sự liên hệ giữa các thuyền vào bất cứ lúc nào, như vậy sẽ đạt đến mức độ ăn ý như một cánh tay vậy. Nhưng trên thực tế chúng ta phải trang bị hỏa pháo kiểu mới, chỉ cần tạo ra được bất cứ lúc nào cũng có thể trang bị cho quân đội, mà muốn huấn luyện ra được một đội quân như thế này có lẽ phải mất thời gian trên 3 năm, thậm chí là lâu hơn kìa. Vì vậy một khi chiến thuật này thất bại, chiến hạm địch thoát khỏi vòng vây với hỏa lực dày đặc mạnh mẽ sẽ phá hủy từng chiếc thuyền cỡ nhỏ hỏa lực yếu ớt này. A Đức Ni không chút lưu tình chỉ ra lỗ hổng lớn nhất tồn tại trong kế hoạch lý tưởng này, tố chất của binh sĩ không thể nào đạt được yêu cầu chiến thuật của quan chỉ huy. Các tướng lĩnh lập tức im lặng một hồi. Cô nương nói rất đúng, cho nên chỉ dựa vào cái này thì vẫn chưa được. Đánh tùy ý, chúng ta nhất định phải đánh tùy ý. Cả đời này của lão phu am hiểu nhất là đánh tùy ý kìa. Bành Sang Ngư nói một cách vững vàng, cầm lấy mấy con thuyền nhỏ thả xuống bên cạnh chiến hạm Tây Dương. A Đức Ni trận đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên hỏi, Bành tướng quân, đây là ý gì? Bành Sang Ngư ảnh bụng hiên ngang đáp, đây là hỏa thuyền và thuyền dây xích, có thể đốt thì đốt, có thể chói thì chói. Có bọn chúng ở đó làm vững chân vững tay, đủ để triệt tiêu sự chậm chạp về mặt phối hợp của chúng ta rồi. An Đức Ni ngẫm nghĩ một hồi, kế này rất là khả thi. Trên thực tế, thuyền chỗ nàng tuy có góc nhọn ở đầu, nhưng do hải tặc và hải quân đời tung hoành tứ hải, sống một cuộc sống mạo hiểm trên biển, nên không thể mang theo thuyền những chiếc thuyền nhỏ tùy thời có thể vứt bỏ, tiêu hủy. Vì vậy, trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc trực tiếp lấy thuyền làm vũ khí như thế này. Nàng cười khổ một tiếng, nhún vai nói, nếu là như vậy, tôi nghĩ rằng khả thi. Hà Văn Bính hơi im lặng một tiếng, mà đến lúc này mới cười cười, được, như vậy mọi người đã trao đổi xong xuôi rồi, hiện tại đã lấy về một lượng lớn thuyền con từ đảo Sinh Sôi và đảo Rùa. Nếu đặc nghẹt ở trong hải cảng, có thể chọn ra một số trong đó mà để mà dùng.
Nói đoạn, y nháy mắt với Thành Người Vận và A Đức Ni, rồi xoay người đi vào trong thư phòng trước. Thành Người Vận và A Đức Ni đi theo tiến vào trong, thì thấy một võ quan mặc quan y màu xanh ngồi ở trên ghế, trên bổ phục có thêu hải mã. Quan viên văn võ Minh Triều lấy y quan cầm thú để biểu thị cho thứ bậc phẩm cấp. Trên áo của quan văn thêu cầm, trên áo của quan võ thêu thú. Hải mã tượng trưng cho giáo úy cửu phẩm, trong võ quan là bậc thấp nhất. Thành Người Vận không biết vị quan nhỏ này lấy cái gì mà có thể ngồi trong soái trướng của Hà Tổng Binh, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Vị giáo úy nọ vừa thấy Hà Tổng Binh cùng các nàng lần lượt đi vào, lập tức đứng dậy thi lễ, cung kính nói: "Tổng Binh đại nhân." Hà Bính Văn ngồi xuống ghế tựa, khoát tay nói: "Không cần câu nệ, ngồi xuống rồi nói đi, kể rõ rành mạch cho hai vị cô nương này nghe một lần." Thành Người Vận và Đức Ni nhìn nhau, đều tự ngồi xuống ghế. Vị võ quan cửu phẩm nọ cung kính trả lời một tiếng, rồi lại ngồi trở lại ghế. Hắn lên tiếng nói: "Khởi bẩm, tỳ chức là giáo úy dưới trướng Hảo Kính đạo sứ Nhạc đại nhân, tên là Chu Lỗ, phụng mệnh Hà Tổng Binh bẩm báo tin tức của người Fran." Thành Khởi Vận và A Đức Ni lập tức rúng động tinh thần, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nghe y nói tiếp: "Hảo Kính tức là Ma Cao hay Áo Môn ngày nay, còn có tên là Vịnh Hảo Kính. Đây là một cảng quan trọng, vì vịnh này có hai ngọn núi nam bắc sừng sững, cao vót như cánh cửa, nên còn gọi là Áo Môn. Áo nghĩa là áo, vịnh. Ở đây triều đình chưa có hải đạo, sứ quản hạt, thuyền vãng lai thả neo lại cùng cư dân trên đảo. Khoảng 5-6 năm trước, có một đám người dị quốc mũi cao tóc đỏ trông như ác quỷ cập bến ở Áo Môn và xưng là cống sứ của ngoại quốc. Vì nước làm ướt vật phẩm thượng cống nên hy vọng quan viên ở đây cho phép bọn họ lên bờ phơi khô. Lúc bấy giờ, người đảm nhiệm Hào Kính đạo sứ chính là một quan viên họ Cầu, đã nhận châu báu lễ vật của họ nên liền đáp ứng cho bọn họ thả neo cập bến. Sau khi những người này lên bờ, đầu tiên răng lều, sau dần dần lại muốn lấn thêm một thước, lấy gạch lấy ngói xây nhà, từ từ mở rộng ra quy mô lớn. Những kẻ gọi là sứ giả tạm thời phơi khô cống phẩm dần dần trở thành cư dân vĩnh cửu. Những người Fran không hợp pháp này không thể danh chính ngôn thuận buôn bán với triều đình, đương nhiên sẽ không khỏi phải mua bán lậu. Cũng may con thỏ dị quốc cũng hiểu được đạo lý không ăn cỏ gần hang, đối với cư dân địa phương vô cùng hòa thuận, thường xuyên giúp đỡ chút ân huệ nho nhỏ, hơn nữa không dám làm ác ở vùng bản đảo Hảo Kính. Quan viên từ hải đạo sứ trở xuống đều đã bị bọn họ hối lộ, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt đối với chuyện này. Sau khi người Fran giả mạo làm cống sứ chiếm cứ Malacca bị phát hiện và chạy trốn ở Quảng Đông, bố chính sứ Nha Môn ra cáo thị hiểu dụ ở các nơi. Lúc đấy Cầu đại sứ nhìn thấy công văn trong lòng sợ hãi, thế là vội vàng định ra ngày hẹn với thủ lĩnh của đám người Fran này. Sau khi lần nữa nhận nhiều hối lộ, nói cho bọn họ biết chuyện hải tặc Malacca tập kích quấy rối Đại Minh, yêu cầu bọn họ về sau ngàn vạn lần không được tự xưng là người Fran nữa. Cầu đại sứ thuận miệng giúp bọn họ đặt một cái tên quốc gia mới là Đại Cầu Kê. Những người Fran này lúc đầu đi đến phương Đông mạo hiểm, bọn họ và hải tặc Tây Dương ở Malacca cũng không rõ tình hình của nhau. Hiện tại bọn họ đi buôn lậu đang phất, đương nhiên không muốn bị người khác khám hại, cho nên đã đáp ứng. Nhưng dù sao, sau chuyện này cũng liên quan đến Cầu đại sứ, cho nên trong khoảng thời gian này y chú ý đến xu hướng của triều đình. Đại quân, thuyền, lương thảo của triều đình điều động dần về phương Nam. Thậm chí thủy sư tinh nhuệ, Chiết Giang đều đã điều động đến Phúc Kiến. Cho dù là người mù cũng nhìn ra triều đình đang chuẩn bị trợ giúp Malacca phục quốc. Cầu đại sứ lo lắng chiến sự nổ ra, vạn nhất có người để lộ ra tin tức ghi thu nhận nhiều người Fran như vậy thì dương chém đầu sẽ tìm tới tận cửa, bản thân mình không khỏi phải rơi vào kết cục giống như Nguyễn Đại Văn, Uông Phi Lăng. Thế là vị hải đạo sứ này lại lần nữa triệu kiến người Fran, yêu cầu bọn họ lập tức rời khỏi vịnh Hảo Kính. Những người Fran này muốn tiền cho tiền, muốn nữ nhân cho nữ nhân, toàn tính chẳng qua chỉ là chiếm một chỗ kiếm tiền tài mà thôi. Giờ năm lần về lượt đến cái đại bản doanh buôn lậu, lao tâm khổ tứ gây dựng cũng sắp mất, bọn họ há cam tâm hay sao? Cầu xin hối lộ không có kết quả, những người Fran này cũng nổi giận, song phương đánh nhau to, Cầu đại sứ bị hỏa thương bắn nát đầu, người Fran gây ra đại họa cũng hoảng sợ chạy trốn khỏi vịnh Hảo Kính. Bọn họ hoảng sợ chạy trốn, lái thuyền ra biển, vì thủy sư quân Minh đã bày sẵn trận địa chờ sẵn ở hướng Malacca. Hỏa pháo trên thuyền của bọn họ không nhiều, không dám cứng rắn xông vào, mà binh thuyền của hải đạo ti lại đuổi gấp ở phía sau. Thế là bọn họ liền chạy thẳng một mạch lên phía bắc, hiện tại đã cập vào đảo Ngô Châu đối diện với Phúc Kiến. Hải đạo ti đã đuổi một nửa thì không dám toàn lực ra tay, chỉ sai hai chiếc khoái thuyền truy tung. Đại sự bậc này gã cũng không dám giấu giếm nữa, liền bẩm báo với bố chính sứ Nha Môn. Bố chính sứ nghe xong cũng không dám chậm trễ, lập tức lại phái người báo tin đến phủ tổng đốc Thỉnh Dương Lăng định đoạt việc này. Thành Khởi Vận lại hỏi tỉ mỉ về tình hình của những người Fran đấy, nhân số và số lượng thuyền, sau đó nhíu đôi chân mày kẻ đen không nói gì.
Hà tổng binh xua tay bảo giáo úy nọ lui xuống, rồi mới khẽ ho một tiếng nói: Thành đại nhân, A Đức Ni cô nương, chuyện này Dương đại nhân vì có chút chuyện riêng không ở trong doanh, chuyện này không tiện nói thẳng ra. Nhưng đại sự quân cơ bậc này là không chỉ hoãn được, nên thỉnh nhị vị đến chính là muốn bàn bạc một chút, các vị thấy chúng ta nên làm thế nào đây? Đám người Phở Ran và hải tặc Malacca tuy không có quan hệ trực tiếp nhưng dù sao cũng đồ tống, đồ tôn. Bọn chúng cùng sống mái với một tên tham quan họ Cầu đã giết chết một người rồi. Hiện giờ đám người Phở Ranh này lại mang theo vợ con. Trong 800 người, quá nửa là phụ nữ và trẻ con hoảng sợ bỏ trốn. Nếu đều giết sạch cả thì có lẽ là đề tài cho người ta bàn tán hay không đây? Khởi dậy sự trả thù của hải tặc Malacca hay không đây? Lúc đại nhân sắp đi, 3 lần 4 lượt căn dặn không được đánh trận chiến mà mình không nắm chắc, không đánh trận chiến mà mình không chuẩn bị. Rất nhiều công tác chuẩn bị chiến tranh của chúng ta vẫn còn đang chuẩn bị, có phải là thời cơ thích hợp nhất hay không đây? Tuy là y hỏi hai người nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn Thành Cửu Vận. A Đức Ni nghe xong cũng quay đầu nhìn về phía Thành Cửu Vận, hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Thành Cửu Vận hơi nổi nóng, liếc mắt nói: Nhìn ta để làm cái gì? Ta đâu có phải là con giun ở trong bụng bọn chúng đâu. Hai người các ngươi, một người là tổng binh Phúc Kiến, một người là tham tán phủ tổng đốc, các ngươi không quyết định thế này là muốn ta đảm đương hay là một khi xảy ra sơ suất gì khiến cho lão nương mang tiếng xấu đây hả? Thành Cửu Vận tuy lắm mưu nhiều kế thế nhưng đưa ra chủ ý để kẻ bề trên xem xét còn được, chứ muốn nàng tự thân làm chủ gánh vác trách nhiệm trọng đại như thế này, trong lòng của nàng cũng có hơi lo sợ. Hơn nữa hiện tại Dương Lăng đã không còn là kẻ kiến thức nông cạn về chính trị, về quân sự, hắn càng ngày càng biểu hiện ra những kiến giải độc đáo cùng chủ trương của riêng mình, có khi còn nhìn xa hơn nàng. Thành Cửu Vận đã không còn tự tin với bản thân như vậy nữa. Nàng suy nghĩ về mỗi lời nói hành động của Dương Lăng, từng ly từng tí nghiền ngẫm xem nếu như hắn ở đây nên có tâm lý như thế nào, sẽ quyết định như thế nào, muốn đạt được mục đích gì. Trong lòng dần hiện ra một con đường khá là rõ ràng. Hà Tổng Binh và A Đức Ly nhìn thấy khóe miệng nàng chậm rãi nhích lên, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, thậm chí còn có chút gian trá, liền biết nàng đã có kế hoạch. Hà Bính Văn thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại ghế xoáy, liền cười nói: Thành đại nhân đã có phương án rồi sao? Thành Cửu Vận đào mắt cười tủm tỉm: Đại nhân không ở nhà, có việc tất cả thương lượng, muốn ta nói không bằng chúng ta bốc thăm quyết định đi. Thành Cửu Vận nói vậy, Hà Văn Bính nghe xong cười khổ không thôi nói: Thành đại nhân, hành quân xuất binh không phải chuyện đùa, dựa vào bốc thăm để quyết định có chút... Thành Cửu Vận cười nói: Nếu như hành quân đánh trận không phải là một trò đùa, một người phụ nữ lại không phải tướng lĩnh trong quân như ta, sao có thể đưa ra chủ ý được đây? Hà Văn Bính nghẹn lời, đành cười khổ nói: Thành đại nhân trách ta lâm chuyện thoái thác hay sao? Nếu nói về tác chiến, bất luận là thủy bộ, điều binh khiển tướng có chỗ giống nhau cả, chiến pháp cụ thể là có thủy sư tướng tá rồi, bổn quan có điều gì suy nghĩ cơ chứ? Thật sự là Dương đại nhân thường nói chiến tranh không phải đánh về chiến tranh, không thể thỏa mãn cái sảng khoái nhất thời được. Nhưng Hà Mỗ thảo đánh trận, nói về triều chính thì là kẻ tay ngang rồi, cho nên cuộc chiến này nên đánh hay không, lúc nào thì đánh, đánh tới mức độ này ta không quyết định được. Thành đại nhân trước giờ vẫn đi theo bên cạnh tổng đốc đại nhân, khá là hiểu rõ tâm tư của đại nhân, cho nên bản quan mới thành tâm thỉnh giáo thôi. Thành Cửu Vận mỉm cười nói: Sớm nói như thế không phải xong rồi sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ tạm thời làm tham tướng của Hà đại nhân, giúp ngài đưa ra chủ ý. Từ tình hình A Đức Ni nói mà thấy, Phranh mà chúng ta gọi không phải là một quốc gia mà là hai. Hiện tại Lã Tống Phranh, Malacca Phranh, Áo Môn Phranh có phải đều là đến từ một quốc gia hay không đây? Quan hệ với nhau như thế nào chúng ta đều không biết được. Thứ hai, hải tặc phương Tây có ý ủng hộ triều đình, thậm chí cử thực một vài đội quân chính quy đang mua bán với hải tặc, cho nên rốt cuộc hải tặc Malacca là có phân thân phận gì chúng ta cũng không biết được. Vì vậy tận diệt đám thương nhân buôn lậu này, hải tặc Malacca sẽ có phản ứng như thế nào, có phá hư cục diện căng thẳng tạm thời này hay không, chúng ta cũng không thể nào mà đoán trước được. Suy cho cùng, trong trận chiến có giết địch nhiều đi chăng nữa cũng sẽ không trở thành lý do để quốc gia kết thủ án được. Nhưng vì tên buôn lậu ám sát một gã tham quan thì giết sạch toàn bộ hơn ngàn nam phụ lão ấu thì không có được một chữ lý nào cả. Thành Cửu Vận liếc mắt nhìn Hà Tổng Binh một cái, thấy y nghe đến nhập thần, liền tiếp tục nói: Nhưng về phương diện khác, người vừa ranh chiếm cứ Malacca không có vũ lực uy hiếp tuyệt đối là sẽ không chấp tay dâng lên đâu, cho nên đánh một trận với bọn chúng là chuyện đã định trước rồi. Chúng mở mang tầm mắt nhìn thế lực thực lực của thủy sư Đại Minh mới bằng lòng buông bỏ ý niệm cứng đoạt ở trong đầu đi, về sau ngoan ngoãn làm ăn cùng với Đại Minh. Nói về điểm này không cần quá khách khí bọn chúng. Tuy nhiên
Hiện tại dẫu sao bọn chúng cũng là bá chủ trên biển. Tuyến đường biển từ Tây sang Đông, bọn chúng đã nhanh chân đến trước rồi, nắm giữ trong tay. Đại Minh muốn phát triển hải vận thì không thể không nhìn vào sự tồn tại của bọn chúng một cách nghiêm túc được. Hai nước cách xa nhau ngàn dặm, nếu thật sự trở mặt với nhau vì chiến tuyến quá dài, đường xá xa xôi, ai cũng không có năng lực làm tổn hại đến gốc rễ của đối phương cả. Chiến sự liên miên tổn hao tài lực, nói không chừng lại giúp cho quốc gia khác đục nước béo cò, vậy thì tự làm khổ mình để làm cái gì? Cho nên Thành Cử Vận bưng trà lên mỉm cười nói, cho nên cuộc chiến này phải đánh cho có học thức một chút đi, phải đánh cho chúng đau, đánh cho chúng sợ, lại không thể kết mối thù không giải được kia. Hàn Văn Bính nghe xong thoáng suy tư, sau một hồi trầm ngâm liền nói, vậy theo ý của Thành đại nhân, cuộc chiến này vẫn là đánh, chỉ có điều sát hại nhân mạng đến mức ít nhất có thể, cũng chính là lưu lại đường sống sau này hay sao? Thành Cử Vận vui vẻ nói, đúng vậy. A Đức Ni nghe nói trên đảo còn có quá nửa là phụ nữ và trẻ con nước Phật Anh, không khỏi động lòng chắc cẩn, thừa dịp nói, nếu muốn không đánh mà khuất phục được người ắt rất khó khăn, nhưng nếu muốn giảm bớt thương vong đến mức có thể thì lại không có gì. Bọn họ hoảng sợ bỏ chạy, hỏa pháo trên thuyền không nhiều, hơn nữa lại có nhiều phụ nữ trẻ con, chiến lực khó mà bảo đảm. Nếu như trong lúc tác chiến chúng ta dẫn dụ chiến thuyền của bọn chúng rời khỏi, mặt khác lại thừa dịp đảo trong không dẫn binh chiếm lãnh đảo Ngô Châu, cắt đứt đường lui của chiến thuyền, đồng thời bắt phụ nữ trẻ con trên đảo mà làm con tin, lại tuyên bố một khi đầu hàng triều đình sẽ xử nhẹ, khiến bọn chúng không còn giữ lấy quyết tâm ngọc nát đá tan nữa kìa. Hà Tổng Binh hai mắt sáng ngời lần kia nói, hay, mình tu sản đạo ám độ trần thương, bắt lấy con tin ném chuột sợ vỡ đồ, cuối cùng lại thực hiện kế sách công tâm, kế này của A Đức Ni cô nương rất hay. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 120 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thì nhân hôm nay đọc lại thì Khánh Duy cũng xin lỗi tất cả mọi người vì thời gian qua tự nhiên là mình có một chút việc, người nó ốm mất nửa tháng. Các bạn nhìn mặt là Khánh Duy các bạn biết, không ngủ không ăn, bị sút cân do cái tiền đình của mình, đau đầu quá không chịu được, không thể làm sao được. Mọi người hết sức thông cảm, chứ không ai muốn bệnh tật ốm đau cả. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.